tiếp tục lên cho bác và anh em mẫu quản lý nguồn giá rẻ của DBX H750 mà vẫn vô cùng chất lượng với em H750 này, một trong những mẫu quản lý nguồn mà em nghĩ là giá vừa rẻ cho bác và anh em và dùng rất là an toàn với em DBX H750 này các bác nhé. Và đang có chương trình khuyến mại ở đầu tháng này với mức giá chỉ còn 1.100.000 đồng với em DBX quản lý nguồn. Với em quản lý nguồn như này về các bác và anh em nếu mà chơi phòng hát gia đình thì quá là tuyệt vời. Thứ nhất là nó đảm bảo an toàn những trang thiết bị âm thanh các bác và anh em sử dụng một cách an toàn tuyệt đối. Và thứ hai nữa là nếu các bác và anh em có thể cắm những cái trang thiết bị dân dụng như tivi, quạt hay là nồi cơm điện thoải mái với mẫu quản lý nguồn này nhá. Và với mẫu quản lý nguồn DBX này H750 như này các bác và anh em nhìn thấy một cái giao diện rất là đẹp phiên bản màu đen cho các bác và anh em, sẽ có cầu giao tổng nằm ở phía trước mặt đây. Ngoài ra thì sẽ có thêm hai rắc ở phía trước cho các bác và anh em cắm thêm những trang thiết bị âm thanh nhá. Đây mặt sau thì sẽ có là 8 cổng cắm này từ CS1 cho đến CS8 này. Đấy, ở đây là tem QC của nhà máy các bác này. Đấy, một trong những cái tem mà rất là quan trọng trong những cái bộ sản phẩm trang thiết bị âm thanh như thế này. Và với em quản lý nguồn DBX này thì sẽ có một cái đèn ngủ để cho bác và anh em cắm thiết kế làm đèn ngủ này. Đây là cái đèn led. Và khi cắm vào thì đây, các bác và anh em nhìn đúng không ạ? Em cắm đèn đưa cho bác và anh em thấy không ạ? Đầu tiên là mặt màn hình điện tử sẽ hiển thị những cái điện áp cơ bản trong phòng hát gia đình. Ở đây thì em đang để các bác và em để ý một chút là đang ở cái điện áp là 242V. Đấy, khi các bác và em cắm cái đèn ngủ lên này. Đấy, đèn rất là sáng và đẹp nhá. Đấy, rất là sáng đúng không ạ? Để nếu mà làm đèn ngủ với cái đèn này thì em nghĩ là quá là tuyệt vời luôn. Và với cái cầu giao tổng như thế này thì khi nếu mà trong phòng hát gia đình này, những cái trang thiết bị nhà mình mà có xảy ra hiện tượng cháy chập lổ thì cái cầu giao nó sẽ tự ngắt để đảm bảo những cái trang thiết bị âm thanh của bác và anh em sẽ hoạt động một cách hiệu quả và an toàn nhất với em quản lý nguồn DBX H750 và đang có giá tốt, giá khuyến mại là 1.100.000 đồng các bác nhá. Và bên em bao ship toàn quốc các bác và anh em, tính ra thì chỉ có hơn 1.000.000 đồng một chút với em DBX quản lý nguồn H750. Em nghĩ là đây là một cái trang thiết bị rất là quan trọng để phòng hát gia đình cũng như là sử dụng những cái trang thiết bị khác ở phòng điện dân dụng đấy. Các bác và anh em muốn mua quản lý nguồn thì gọi điện ngay đến cửa hàng Thuộc Audio, số điện thoại là 0979629336 các bác nhé. Ok, em chào bác, chào tất cả anh em.